Hello mọi người, chào mừng mọi người đến kênh YouTube mình chuyên về review, unboxing và giới thiệu những phụ kiện dành cho máy ảnh, đồ chơi công nghệ. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái phụ kiện nhỏ nhỏ. Đó chính là Ulanzi Cloud đây, V2021 nha, một cái phiên bản mới đến từ Ulanzi. Đó, thì trước mình cũng có làm một cái clip nói về cái này rồi, review và unboxing giới thiệu mọi người cái sản phẩm này. Một cái sản phẩm nhỏ nhỏ nhưng rất là hữu dụng nha, giúp ích rất nhiều khi bạn dùng với gimbal máy ảnh nè. Về đó bạn có thể gắn cái phần đế vào ngay đây đó, sau một cái phần play mình gắn vào cái phần máy ảnh, khi đầu khi cần bạn sẽ gắn vào đây, thao tác nhanh, tháo mở trong 2 giây, rất là tiện nha. Thì ở cái phiên bản 2021 này nó sẽ có những cái gì mới? Ok, mình sẽ mở hộp vào đây. Vậy cái phiên bản này nó sẽ có những cái gì mới hơn so với phiên bản cũ? Đó chính là cái nó sẽ làm thêm hai cái rãnh Arcatrix ở phía dưới cái đế để bạn có thể gắn vào những cái chipboard mà nó dùng cái ngàm kẹp á, nó sẽ gắn và nó sẽ chắc hơn. Ok, mình sẽ khui hộp và mình sẽ nói cho mọi người, nó sẽ hình dung, nó sẽ dễ hiểu hơn. Đây là cái phiên bản 2021 nha, V2. Thì mình sẽ cho các bạn thấy thực tế sẽ như thế nào. Chung về thiết kế luôn, nó gần như là nó y hệt so với phiên bản cũ nha, các bạn đã thấy. Tuy nhiên nó sẽ nâng cấp một số chỗ, đó chính là làm thêm cái rãnh này, Arcatrix ngay đây nè, nó để bạn gắn với những cái đế play á, nó sẽ chắc hơn, mình sẽ trượt vào, mình sẽ vặn, mình siết á. Những cái chuẩn bây giờ nó đa số nó dùng cái kiểu này hết, và Ulanzi nó cũng nâng cấp để theo kịp với cái những cái chuẩn tương thích khác. Đó, thì vặn này mình vặn ra cũng như cũ, nó sẽ chia thành đế như vậy. Đó, phần này mình sẽ gặn vào máy ảnh nè, siết ốc lại, và phần này mình sẽ để vào đây và nó sẽ có phần lock rất là chắc luôn nha, không có sợ bị rơi rớt hay bể đâu, rất là chắc. Ở dưới này sẽ trang bị thêm nhiều ốc hơn. Phiên bản 1 á, nó chỉ có một ốc ở giữa thôi, nhưng bây giờ nó làm thêm tới gần nhiều ốc cho mình gắn thêm được nhiều vị trí chắc hơn. Ok, rồi trên đây là phiên bản 1 đây, mình sẽ tháo cho các bạn coi. Đó, như mình minh họa luôn. Đó, ví dụ như là mình đang dùng cái RS2 Runi đi, đó là cái phiên bản 1 mình đang dùng nè. Khi nào cần á, mình sẽ bỏ máy ảnh vào đây, đó, mình sẽ chụp vào, mình sẽ block lại rất là chắc luôn. Khi nào mình cần chụp thì mình sẽ tháo ra, nó sẽ rất tiện nha, nó tiện ở cái điểm này. Đó, mình rất thích cái phiên bản, cái kiểu thiết kế này. Ok, mình sẽ tháo cái này ra. Ok. Đây, có phiên bản 1. Phiên bản 1 nó sẽ không có cái phần rãnh nha. Đó, nó không có phần rãnh. Đó, cái này là cái đế của thằng RS2 nè, Runin RS2 nè. Đó, mình gắn dưới. Cái này mình vặn lên cái phần đế play. Đó, để mình khi nào cần, mình sẽ gắn vào đây, mình khóa lại. Đó, phiên bản 2 thì nó sẽ nâng cấp thêm cái này. Nó có thêm cái rãnh. Đó, bạn có thấy. Nó một nâng cấp nhẹ nhưng cũng rất là đáng giá. Đó, phần ốc cái này. Ok, thì video này chủ yếu mình giới thiệu bạn cái phiên bản Ulanzi Cloud V2021 này. Đó, thì các bạn cần có thể liên hệ mình, giá cực kỳ tốt luôn. Đó, những cải tiến nâng cấp cho cái năm mới, dùng nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đừng quên like và comment, đóng góp những ý kiến hoặc là cần hỏi thắc vấn đề thắc mắc gì, có thể liên hệ mình sẽ trả lời cho các bạn ngay lập tức. Ok, chúc mọi người mới một ngày vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì theo dõi video của mình. Xin cảm ơn.